em đây nha mọi người. Đây đây, hai em luôn nè. Đó, mọi người coi nè, ba em luôn kìa. Ui ui, quá đã quá đã. Mọi người coi nè. Mọi người coi nè mọi người. Ồ, ba em luôn. Anh trước em nữa kìa. Đó. Bốn em luôn. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại clip tiếp theo mình nha mọi người. Hôm nay mình với cha mình tiếp tục đi giăng lưới nha. À, mới sáng sớm ra, giờ nói chung là nhà này cũng 6 giờ mọi người. Trời bữa nay chắc âm mưa sáng sớm là chuyển mưa sớm rồi. Hai cho con mình quay trở lại mà cái ruộng đĩa đó mọi người. Cái ruộng này lúc trước là đĩa dữ lắm luôn nha. Mà bây giờ không biết làm sao, biết còn không nữa. À, cha mình thì mới lọt xuống mương rồi mọi người. Nha, à, mọi người cho mọi người coi. Đó mọi người không? Cha mình mới lọt xuống mương á. Thằng lậu đi qua bên kia mọi người. Lúc trước mình nhận ở đây là một giác lưới có khi cả chục ký luôn mọi người. Mà giờ không biết sao nha. Đó. Đó mọi người nè, mới vô đây thấy người ta xịt cá rồi giăng lưới đồ khá đông luôn mọi người. Nè, ở ngoài kia mọi người, ta giăng lưới ngoài ra cái đầu ngoài kênh rồi đó đó, rất là đông luôn. Ta vô bữa nay được chủ nhật nghỉ đó, cho nên mọi người ùa nhau đi vô đây giăng lưới nè. Quá trời luôn. Để coi cha mình sao. Có rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. A few moments later. Đây nha mọi người, mình giăng lưới xong rồi nè mọi người. Từ trên đó đó mình giăng dài xuống đây, nhờ có cái anh kia anh xịt mọi người trong mé nè, anh dính được mấy con cá chép như cu phi đâu chạy chạy ra mọi người, như mình đuổi mới nữa. Họ mình thấy cũng có giật lưới á, bây giờ mình sẽ đi hâm từ từ. Họ mình chuẩn bị cái túi lưới nè, cái hôm ghe hôm vớn nè, túi nè. Nó bây giờ mình hâm từ từ, có cá mình đi hâm từ từ mọi người, cho mọi người cùng xem nha. Đó, bây giờ mày let's go mình đi mọi người ơi. Đây nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ cái cuối lưới mọi người. Sớm mình giăng từ đẳng dài lần, cái mình đuổi đẳng, cái mình đuổi ở đây. Bây giờ cái mình đi thăm cho mọi người xem nha. Vô mọi người, mọi người nhớ theo dõi hết clip để xem thành quả của hai cha con mình bữa nay nha mọi người. Đó, mọi người xem thấy thích thì mọi người cho mình xin một like, một như đăng ký kênh để mình có động lực mình quay thật nhiều clip săn bắt gì nữa cho mọi người cùng xem nha. Ui, nãy mình thấy giật lưới đen con mà vũng tiêu luôn rồi. À đây mọi người ơi, đây nha, đây nha. Con này con khác, nãy con kia mọi người. Cái này khác, mọi người coi nè. Đó. Nè. Mình giăng lưới là cái này mình mới bắt nha mọi người. Nó nhỏ hơn là mình không bắt đâu. Chung cá bên đây thì giờ chắc không được mập rồi. Mỏng. Trời lưới luôn. Một em đầu tiên nha mọi người. Hey. Đây thứ hai nha mọi người. Đây. Ui. Rồi vuốt luôn rồi. Ôi dính hai con chỗ mà vuốt luôn rồi. À, hai con nha mọi người. Đó, cá nè. Quá đã. Tiếc quá. Nó mạnh quá, con phi mạnh quá mọi người. Lại lưới mình cũng hơi cũ rồi. Nó chạy được rồi. Nó sắn nó đi luôn. Ôi đây nè mọi người. Đó, đây nghe em nữa nha. Vô. Đây. Ba em. Dạ. Có lý. Nè mọi người. Đó. Bốn tay á của em luôn.
cá rô phi này nói chung đâm thì nó cũng ê ê luôn rồi, nhức hay hơi à, không bằng cá chốt nữa. Chốt đâm nhất ghê gớm, với cá chê đâu người đâm nhất mới dữ. Cái chốt này thì cá chê rô phi này đâm thì cũng ê ê. Ai em ơi, coi còn em nào nữa không? Ồ đây 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 đây, đây. Một em nữa nha mọi người. Đây đây hai em luôn nè. Ồ mọi người coi nè, ba em luôn kìa. Ui ui quá đã quá đã, mọi người coi nè. Mọi người coi nè mọi người. Ồ, ba em luôn. Anh trước em nữa kìa. Ồ, bốn em luôn. Quá đã rồi. Quá đã mọi người ơi. Nè. Quá đã. Một em. Cá ăn cỡ một nha mọi người. Nè. Hai em. Quá đã luôn. Nó nó. Đây là một em nữa nè. Ồ nó đã. Ba em. Ba em. Ồ đây có nè. Bốn em. Đã. Còn trước nè mọi người. Trước nữa, trước nữa. Trước nữa. Trước nữa em học em còn thấy trước cái việc lớn nữa. Mấy ông kia ông Giang không có. Ông Giang không có. Con hai con cũng đi lên kia rồi, lên ruộng ông Giang rồi. Rồi giăng lưới đâu phi nè mọi người, mọi người giăng đúng lưới nó mới dính nha mọi người. Đó. Nhà ăn cá như vậy mà mọi người giăng lưới bốn phân á. Bốn phân á. Không họ ít ít dính lắm, nó có dính mà dính một hai con nó không có tịch. Đúng lưới lại dính à. Ngộ vậy đó, cô phi vậy nè. Mình văng nhiều lần mình biết rồi. Ui, đây dính bốn con, quá đã. Ê, 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 ê. Ê mọi người. Đó, mọi người thấy chưa. Quá là đã. Đó. Mọi người thấy chưa. Quá là đã. Coi nè. Ui ý. Đa số là cá đực không nè. Nãy giờ thấy còn cá đực không à. Con cá mà nó lên màu thường thường như mọi người. Toàn là cá đực không à. Còn cá mà thấy cá nhắc đó. Đàn cá là càng cái mọi người. Nãy có cái ông kia ông xịt cá rồi, dính hàng cá chép cả 2 kg, 2 kg có trên nữa. Ủa dính cá là cái gì ta? Cá là cái gì mọi người? Cá này cái gì không biết ta? À những con cá này. Cá này hình như em đoán không lầm, hình như con cá sơn thì phải. Cá sơn hay vậy? Không biết phải không nữa, anh chị nào có biết thì anh chị comment cho em biết nha. Em nhớ không lầm hình như là vậy hay vậy. Nha mọi người. Đó, anh chị nào biết cá này cái gì comment cho em biết nha. Cho vô gọ luôn.
Này, hư lưới ta. Quê quê đây mọi người ơi, tắt vô tắt vô. Mà coi nè, chạy chạy đâu mà chạy em ơi. Em vô đây là em chết rồi. Này coi nè, quá đã. Chạy đâu nữa mà chạy. Đã. Em nghe giờ mấy ông anh kia với ông chú kia ông nhân. Dính con còn hai con nè. Mình chơi giác cả chục con rồi. Quá đã. Đây là mọi người. Một em nữa. Đó, mà thấy chưa? Quá đã. Nè, con nè. Vô gõ. Có con nào không? Rồi. Cá đây vuột coi. Ôi. Nãy dính đây con rồi. Nãy vuột coi. Đó, vuột coi. Vuột mất tiêu luôn à. Ở chỗ đâu hết chứ. À. Để anh xem. Để em quay thành quả cho mọi người, anh chị mình xem nha. Đây nè. Đây nè mọi người. Một giác lưới một của em nè. Đó, anh chị mình thấy không? 2, 4, 6, 9 con, 10 con mọi người. Đó, giác một em được 10 con nha. Đó, bây giờ em sẽ đi đuổi lại mọi người. Em đi đuổi lại quận 2 nha. Em đi đuổi lại. Em đuổi mà thấy có dính nữa mọi người. Em sẽ quay cho anh cô chú anh chị mình xem tiếp nha. Rồi, giờ xin dừng ở đây nha mọi người. Chào mọi người nha.